Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ban của mình nha mọi người ơi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ làm gì ta? Mình nhớ ngày hôm qua mình có đọc một vài bạn comment nhưng mà ngày hôm nay mình quên hết trơn các bạn ơi. Cái gì kỳ vậy? Ui các bạn ơi, hiện tại là mình mới vô trường học luôn nha mọi người. Và bây giờ hiện tại là tới môn nấu ăn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vô học môn nấu ăn nha mọi người. Ui, đây tới rồi, vô học thôi mọi người. Yeah, bây giờ mình may quá không biết kịp giờ không đây. Rồi, ok, mới vô. Ủa gì hạng 1 rồi, cái gì nhanh vậy? Ủa, alo, cái gì mới vô, còn có 1 giây vậy sao chứ? Sao mà đó được. Dạ. Ui ôi, thế này làm sao mà hoàn thành điểm này, trời luôn. Mình mới tính ra là mình mới vô, mình chơi luôn các bạn ơi. À, bây giờ tới giờ môn trưa rồi, giờ ăn trưa, nãy giờ chưa học được cái gì mà ăn trưa rồi thôi các bạn. Chắc bây giờ mình phải sang tài cho mình chơi các bạn ơi. Ok. Đây các bạn ơi, tới cái map này các bạn. Thì cái map này không biết các bạn nào đã biết cái những cái đường tắt chưa. Thì đây các bạn ơi, thì mình đi ngược. Đúng rồi, mình đi ngược lại đó, mình đi chậm chậm là cái cây nó sẽ... tính ra ngày hôm nay là đi học rồi trễ học nè, đi chơi tiệc trò chơi là dắp cái cây rồi chưa kịp làm gì. Tưởng đi được ai ngờ là té các bạn. Không may là gặp cái mát cầu kính này, mình nghĩ là an toàn hơn một chút xíu nha mọi người. Và các bạn không biết đâu, bạn đã gặp trường hợp này giống mình hay chưa nữa, các bạn bình luận phía dưới cho mình luôn nha. Ok. Trời, sau bao nhiêu vật quẻ thì mình cũng đã tới cái mát trượt băng rồi các bạn ơi. Ồ, thì cái mát này mình nghĩ là mình sẽ trượt cực kỳ là y tín nha. Trời ơi nha mọi người. Đây. Ui dù cái gì đấy, đừng chen lấn số đẩy nha, cái này ít. Trời ơi, té hoài các bạn ơi. Thôi nghĩ lại lần này, mình nghĩ là lần này sẽ không có té đâu các bạn. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì bao nhiêu tranh chấp và quẻ thì mình cũng vào được round 5 rồi mọi người. Vô cái vòng chung kết này các bạn ơi. Thì ván này là cái map này mình có quẻ là có thể là lấy được hạng 1 nha mọi người. Cái map này mình có quen nha các bạn ơi, quen tay lắm các bạn. Rồi ui dùa, cái gì đấy, cái gì đấy, bất ngờ ơi, mất vị trí dẫn đầu của tôi rồi. Thôi xong rồi bạn ơi dẫn đầu đi bạn ơi. Tại sao lại mất cái vị trí gì? À đây, bạn đây rồi các bạn. Và cuối cùng là nhảy đường tắt. Ui dồi, xong bị kẹt một chút xíu rồi. Nhưng mà không sao, có thể là đi được các bạn. Rồi, qua đây, ok rồi. Cái này mà không được hàng 1 thì hơi phí nha bạn. Từ từ, khúc này mình sẽ tròn một tí nhá.
Một tí thôi, chứ bây giờ lâu quá thì mất hàng một đầy ý nha. Ok. Rồi từ những cái khúc đầu nhân phẩm phải gọi là siêu 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 đen luôn á mọi người, bây giờ thì cũng đỡ đỡ hơn rồi các bạn. Ê, bây giờ là mình vô được vòng tiếp theo mọi người, không biết vòng này là vòng mấy nữa nhưng mà mình nghĩ là vòng tiếp theo sẽ rất ok các bạn ơi. À, cái gì đấy, kiếm thằng Ufan GMT cho tiêu hả? Ôi trời, tôi xong cái gì đấy. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Ui cái chuyện gì quái quỷ đang xảy ra vậy mọi người? À, bạn nào đây, hình như có tên là Hero Cương Zinner à? Ủa alo, cái tại sao lại nhắn như thế nhờ? À, chắc bạn này là một cái thành phần kiểu như là anti đấy các bạn. Vâng, mà mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ lấy được hàng một thôi mà các bạn. Ok thì bạn này mình nghĩ là mình sẽ cho bẫy một quả bom. Bây giờ mình sẽ cho bẫy nổ trước nha. Rồi bây giờ là mình sẽ giành quả bóng nha. Bây giờ ui gần nổ rồi, từ 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 để mình đuổi nó nha mọi người, mình đuổi cho nó qua bơm luôn nha mọi người. Ok trời ơi, đừng có nổ nha. Rồi dính qua bơm đâu các bạn ơi, ui rồi đừng đuổi tôi, trời ơi nó đuổi mình các bạn ơi, nó không đuổi ai đấy sao. Ui may quá bạn ơi, cuối cùng bạn ấy cũng đã đi rồi chứ ở đá sợ mọi người, sợ thật sự các bạn ạ. Rồi ui bây giờ mình còn một bạn với bạn này đúng không ta? Ui còn có còn nhiều bạn mà, trời ơi, bên này nữa mà các bạn ơi, còn 20 giây nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, hiện tại là cái trận này là cũng là cuối cùng rồi, phải cuối cùng mà là cái ván thứ sáu các bạn ơi, nó căng thật sự các bạn ạ. À. Rồi bây giờ mình có gặp một cái bạn có tên là người Hàn hay là người Nhật này, mọi người bình luận phía dưới cho mình nha. Mình nghĩ là người Hàn đấy các bạn ơi. Rồi trời ơi, không biết bạn này ở phải có phải Việt Nam hay không, nhưng mà để tên này mình nghĩ là nước ngoài các bạn ơi, kiểu thế. Ui cái gì vậy, hồi nãy mình vượt mà sao giờ bạn này nó vượt vượt lên người mình luôn nè. Ui chắc là mình gặp siêu siêu nhân nữa các bạn ơi, mình gặp cao thủ rồi mọi người ơi. À, cái bạn này hay vậy, từ từ bây giờ mình cố gắng vượt lên bạn ấy nha, không biết vượt được không nhưng mà thấy bạn ấy chơi hay lắm. Rồi cái lên, ui cái gì vậy ban, còn một chút xíu nữa thôi là tới nơi rồi. Thôi xong các bạn, thế là không được chơi nữa rồi, kết thúc ngay phòng thứ sáu luôn các bạn thấy không, phòng thứ sáu rồi mình sẽ vô phòng thứ bảy thứ tám nữa. À, nhưng mà rất tiếc là mình không có vô được các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng vô được trường học nhưng mà cái này là mình vô giữa chừng các bạn ơi, nhưng mà thôi có học là được rồi các bạn. Hiện tại là đang giờ giải lao, môn tiếp theo là môn cái mũi tên nó trước trước chân mình nè mọi người. Đấy hình như là môn này là môn toán nha các bạn ơi. Idol gì đây, hình như các bạn đã phát hiện ra mình thì phải. À bây giờ mình sẽ lên chỗ ngầu. Ấy, mình lên bằng bàn giáo viên mình ngầu luôn nha. Nhanh nhanh nhanh. Ui, mình đã chôm tay rồi nha. Mình từ từ để mình cho bạn này cơ hội nha, để mình cho bạn này cơ hội thử. Giật lại. Đấy, cho mình cho bạn ấy cơ hội, bấm không có kịp các bạn ạ. À. Giật lại. Trời ơi, thôi ghê. Thôi bây giờ vô học luôn nha các bạn ơi, mấy con tròn máy nữa. Ui xong rồi các bạn ơi, không biết đứng hạng mấy đây, bạn tôi đứng hạng ba các bạn ơi, nói chung là cũng không có cũng ra gì đấy đấy các bạn. Ok bây giờ tới môn tiếp theo nha mọi người, bây giờ mình kiếm một cái môn gì ta, bây giờ mình quên được A cộng nha các bạn ơi, nó là môn nối hình vẽ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nối các bạn nha.
Hiện tại là mình đang ở trong cái trò chơi Zombie Lair các bạn ơi. Và hiện tại là mình đang có cái ý định là muốn lên cái cột này nè các bạn. Nhưng mà không biết làm sao để lên đây. Đấy cho nên bây giờ mình cứ cố gắng đỡ nhảy lên các bạn. Ui mình lên được này luôn nè các bạn ơi. Thế mình lên được này rồi. Ui mà lên được này không biết Zombie có cao được hay không đây. Cho nên bây giờ mình sẽ nhích nhích ra chút xíu nữa. Máy công là tí Zombie nó cao nữa các bạn. Ui Zombie nó tới kìa mọi người. Zombie tới kìa mọi người ơi. Đó 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 đó, đó. Ui không biết Zombie nó có thấy mình không ta. Hình như cái cam của Zombie nó không có cao được á. Nhưng mà có con zombie nó nhảy được hai bậc mà cho nên là nó mình nghĩ nó sẽ lên được cục này á. Ui ủa sao mình té rồi trời ơi, uổng công lên nãy giờ là bị té các bạn, buồn ghê bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi troll zombie mọi người ơi, giờ còn bây giờ mình lên đâu được nữa, bạn bè mình cũng chết hết rồi mọi người, bị cào hết trơn rồi. Ui còn 5 người nữa bạn, hiện tại mình đang ba cua các bạn ơi, đang bắt cua. Thói quen của mình là kiểu như là từ tháp vô cực vô đây bắt cua này troll zombie các bạn, nhưng mà biết hút đường là cao nha. Rồi bạn ơi, qua đây. Rồi ok. Ui bỏ lại. Rồi bỏ lại. Ê, không cao được. Ui. Sao mà đó được? Dạ. Trời ơi các bạn, cuối cùng mình cũng bị cào các bạn. Trời ơi mà trong zombie nó cào hay lắm nha, nó cào ảo lắm mọi người, nó cào hơi xa xa các bạn. Ui có một người gần đây nè, đây. Ủa, không phải. Hình như gần đây nè, từ từ để mình kiếm mọi người ạ. À. Đâu? Ở trên đây nè mọi người. Trời ơi mình thấy trên đây hồi nãy giờ mình không biết các bạn ơi, mình cào đào ẩn trúng các bạn ơi. Tính ra là mình không biết. Ở đây 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 đây. Đây, đây nè, này thì đi dạo nè. FDM này, chị Đan Mumfon, chị Đan Mumo này đúng không? Trời ơi. Rồi đi lung tung là giùm ý có người. Đây, ủa không phải. Từ 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 kiếm đứa nào nữa. À đây, ủa. Mất tiêu rồi, từ từ mình thấy mất dấu vết rồi nha. Mất dấu vết rồi các bạn ơi, còn hai à, đây, đây 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 mình thấy một bạn núp trong này. Cào, ủa. Trúng chưa? À, đây đây đây, ấy ấy chạy chạy. Chạy qua đây làm gì, đã thấy rồi, đã cao không trúng rồi. Trời ơi một đống con zombie bạn ơi. Bây giờ còn một bạn duy nhất nữa bạn ơi là zombie win nha mọi người. Đấy mình zombie vẫn lên được chỗ đấy nha. Rồi ơi, không biết còn ở chỗ nào nữa không ta. Bây giờ là bây giờ Banto đi tìm cái bạn cuối cùng các bạn. Mà bạn cuối cùng núp đầu kỹ quá mình không thấy các bạn ơi. Rồi chắc bây giờ thì mình phải nhờ đồng đội mình kiếm. Ở đây 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 nè đây nè đây nè. Mình thấy dấu vết này mọi người, mình thấy cái trái tim này bị dính rồi. Đâu rồi núp đâu ta, hay nhờ. Ui còn 9 giây nữa, còn 9 giây nữa. Đây, ủa kế bên. Ui, đứng kế bên luôn các bạn ơi. May nha, bạn kia được một kill thế là quán này là zombie win rồi các bạn ơi. Ok thôi bạn ơi, thì chắc bây giờ thì mình cũng xin phép mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên lại cho bạn tôi một like cái kênh nha. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký cho mình lên được 90.000 người đăng ký luôn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Trời ơi là trời, còn bây giờ thì xin phép mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những cái clip tiếp theo nha. Bye bye. Hold you close.